Về độ đẹp thì con này là 10 điểm rồi. Trong tháng này nắng cứ nó chiếu vào khó chịu liệt. Đấy. Đây, thằng cô nguyên keo thôi. Vâng, và trước mắt các bác đó là con Amley Sansui 8080DB, con này về còn cả tem đôi bay luôn nha. 8080DB. Đẹp không tì vết nha các bác. Long lanh cành đào luôn nha. Đây các bác cùng xem, em nói khi chưa lên đèn được đa đẹp rồi. Nhưng dòng này mà lên đèn tuyệt vời lắm á. Nhưng con này là hàng Mỹ nồi nha các bác, hàng Mỹ nồi nha. Hàng nồi của Mỹ luôn đấy. Sử dụng điện 110, 120. Công suất rất là khỏe, 350 VA. Maximum lên tới 520W. 8080DB, lên đèn cực kỳ đẹp nha. Tiền của em nó khi lên đèn là tuyệt vời lắm. Đẹp không thì vớt nha. Tại phía trên nóc của em nó này. Đấy. Nghi 27 đẹp, 8080DB. Con này đang giao cho bác trong thời điểm này là 35.500.000 nha. Giá em cân đối hết cỡ cho các bác thôi, là 35.500.000. Đã bao gồm phí ship. Con này chuyển khoản đủ em sẽ bớt thêm 300.000 nữa nha, là còn lại là 35.200.000 nếu mà chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền thì vẫn là giá là 35 năm. Cọc tiền thì 2 triệu trở lên em ship hàng cho tận nơi tất cả các bác. Mé thì bảo hành là cho tất cả các bác là bảo hành nguyên zin, hoạt động hoàn hảo và mé là mé chắc bãi về, đẹp long lanh luôn. Tại vì bên em rất là kỹ về cái phương diện là vừa nghi vừa trưng bày những cái sản phẩm mà từ bé không bé không cho đến 8080DB trở lên là những dòng mà rất là nổi tiếng rồi. 300 loa ABC A+B, nó là hàng Mỹ nha bác, em sử dụng điện 120, các bác cắm 110 120. Đây sau đây là 8270 nha, 8270. Phía sau em nó toàn diện này, góc cạnh là đẹp keng luôn nha. Đấy. Hàng Mỹ, nội địa Mỹ nên là nồi luôn, nên là nó không có chuyển điện đâu các bác, nó chỉ một nguồn điện, các bác cắm 110 120 thôi, không có chuyển được như những cái dòng mà xuất bốn cầu kìa đâu. Các bạn đã biết những con nồi của Mỹ là chất lượng thế nào rồi. Thị trường Mỹ nó luôn ở cái gọi là cao nhất về cái tiêu chuẩn. Con này sexy vàng nha các bác, 35.500.000. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này: 0978 338 14 hay là 0965 770277. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Thì sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Vâng, đây là nội thất bên trong, em nói sexy 7 màu nha. Vàng khè, rất là đẹp. Đây, bên hông này các bác. Máy rất đẹp nha các bác. Bác nào chốt con 8080DB này thì alo cho em nha. Vâng, thì em vừa có điện thoại một tí thì thôi, thì bác nào có lấy con 8080DB mới về này thì alo cho em nha. Sexy vàng giá 35 năm bao gồm phí ship, giá em là cân đối rồi, nhưng không đủ em bớt thêm 300.000, còn cọc tiền thì vẫn giá 35 năm, cọc thì cọc 2 triệu trở lên em ship hàng thôi. Đó là phương thức mua hàng bên em, các bác cứ theo dõi kênh và ấn nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Đây là siêu phẩm 9090DB mới về cập bến trong sáng ngày hôm nay, đẹp thiếu thùng xốp. Còn những con này em đều đấu hàng bay và lựa chọn rất là kỹ lưỡng những từng con về phù các bác. Mời các bác cùng xem độ đẹp của em nó nha, và giá các bác biết rồi, em cũng đã báo ở video hàng về rồi. 9090DB, bên em có cả 8080DB nha các bác. Hàng thì hàng tuyển hết nha các bác, đẹp long lanh cành đào. Đây các bác cùng ngắm, các bác sắp những con này thì cứ theo dõi kênh của em, lâu lâu nó có hàng về. Các bác mua được những con hàng chắc từ Mỹ về, chưa qua tên sử dụng Việt Nam. Mời các bác cùng xem từng chi tiết nhỏ nhất, nấm nút, cần gạt, cần đồ sáng tròn. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Đây, phía trên ốp gỗ đẹp tuyệt vời luôn nha. Con này là 53 triệu nha bác, đã bao gồm phí ship rồi. Bác là chuyển khoản đủ thì bớt 500.000, còn 52.500.000. Đấy, còn cọc tiền thì vẫn giá 53 nha các bác, cọc thì 10% trở lên em thu hộ.
phí thu hộ là 1% trên giá trị thu tiền. Ví dụ như thu 40 triệu thì nó phí thu hộ nó rơi vào 400 ngàn nữa nha các bác. Nó trang bị 4 cầu điện, 3 trạm loa, có thay đồ mới chưa? 8 con Toshiba chi đó. Series 0031. Anten. Nhìn độ chắc của sản phẩm nha. Nhìn qua các bác thấy là độ chắc rồi. Rồi thì sau đây em cũng mở bên trong để các bác cùng xem luôn. Về hình thức thì các bác những con này là phải đỉnh của đỉnh luôn, phải đẹp. Em về con nào là bác nào mua cũng ưng ý hết, đều khen. Không có thấy chưa? Nó nét canh luôn. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong luôn. Em có đăng Zalo, Facebook nhé. Những con mà hot hot khủng khủng như này em thường thường đăng Facebook, Facebook Zalo hết. Còn những sản phẩm bình thường thì đa số em chỉ quay video thôi. Các bác xem được video chi tiết sản phẩm em bao giá, bao gồm phí ship hết rồi. Bác nào mình muốn sở hữu và sử dụng điện 220 thì trước khi hàng đi báo với em chuyên điện dùm cho nha. Vâng, em mời các bác cùng ngắm vị điệp của con 9090DB về. Đấy các bác. Đấy, bác nào phê không? Đấy. Cầu chỉ sứ còn nguyên 4 cái luôn này các bác, ghê chưa? Đấy, rất là đẹp nha. Tăng phô đẹp tuyệt vời luôn. Các bác chỉ việc chốt thôi chứ còn không cần phải về đổ đẹp thì con này là 10 điểm rồi. Trong tháng này nắng cứ nó chiếu vào khó chịu liệt. Đấy. Đây, tăng phô nguyên keo thôi. Đây là phần đài này, là phần chiếc áp này, 7 màu luôn, mới tinh các bác. Các bác thấy những con máy chất từ Mỹ về không? Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi thì em xin Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Video đến đây là kết thúc, bác nào lấy thì liên hệ cho em Chiến qua số điện thoại trên. Giá là 53, chiến khoản đủ em bớt 500, còn 52 năm. Qua số điện thoại trên, các bác có thể kết bạn Zalo, Facebook và nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn các bác rất nhiều.